Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với Trung tâm Truyền báo Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 10 năm 2024. Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 10 tại thành phố Thủ Dầu Một có sự tham gia của hơn 300 hội viên, tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, giáo viên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. Từ những thông điệp lớn ý nghĩa được phát động xuyên suốt như hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, đã thu hút ngày càng nhiều tình nguyện viên tích cực tham gia. Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn. Với cái tinh thần là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thì em thấy đây là một cái hoạt động nó rất là ý nghĩa và nhân văn, có thể giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là bổ sung lượng máu còn thiếu cho ngân hàng máu và các bệnh viện khi cần. Em hiến máu từ năm 2013 tới nay, thì mỗi năm thì mỗi cơ quan đều tổ chức hiến máu một lần, thì em đều tham gia. Cũng mong là tất cả các bạn cũng sẽ tham gia tích cực hưởng ứng phong trào này để tạo cho cái nguồn máu ngày càng nhiều để cứu thêm nhiều mảnh đời nữa. Mình sẽ đăng tải cái hình ảnh của em trên các nền tảng như là Facebook, TikTok, Instagram để hưởng ứng, để cho mọi người hưởng ứng và đi tham gia cái hoạt động tình nguyện này. Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Dầu Một luôn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng cao, đưa kế hoạch vận động mỗi đợt hiến máu đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt cao. Đây là nguồn máu an toàn và là con số khả quan trong việc duy trì và nhân rộng phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương. Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng thường xuyên là chỉ đạo cho các cái hội góp phường và các cái trường học là tổ chức tuyên truyền rộng rãi ra các cái đoàn viên, hội viên trong toàn thành phố. Hơn nữa thì Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các cái trường học, các cái trường đại học, các cái công ty xí nghiệp trú đóng trên địa bàn là tổ chức tuyên truyền, vận động các công tác hiến máu để cho các cái đối tượng người ta hiểu được cái ý nghĩa, mục đích của cái hiến máu cứu người. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, đóng góp cho ngành y tế gần 4.000 đơn vị máu. Sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế, mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn, nghĩa cử nhân ái cao đẹp trong cộng đồng.